Là cụ ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đang đi làm hồ vậy, vậy bà? 40 à. Sao? 40. Là ông xã của cụ là 40 tuổi. Ừ. Là anh là sao? Em là chồng quá này. Thành Trung muốn chào quý ông bà cô bác. Thì hiện tại Thành Trung đang có mặt trên quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu. Thì trong cái chuyến đi khám phá những cái chuyện mới lạ, cái điều kỳ thú, thì trong khi di chuyển thì Thành Trung phát hiện ra một cái cụ bà, nói chung là khá là lớn tuổi, đi vào cái căn nhà hoang trước mặt tất cả quý vị đây. Thì Thành Trung đứng quan sát khá là lâu nhưng mà không thấy cụ bà đi ra. Thì Thành Trung cũng rất là tò mò và muốn bước vào trong cái căn biệt thự này xem là cụ bà đi vào đó làm cái gì. Thấy đeo ba lô rồi chống gậy đi vào đó mà khá là lâu rồi quý vị. Thì Thành Trung xin mời tất cả cô chú anh chị cùng quý ông bà của bác chúng ta đi vào phía bên trong xem là coi như cụ bà đi vào đó làm gì nha quý vị. Vâng, thì chúng ta bước vào phía bên trong xem là cụ bà ở trong đây làm cái gì nha quý vị. Thì nhìn tổng thể phía bên ngoài của cái căn biệt thự này thì khá là rậm rạp. Đó, cái căn biệt thự này là chắc là bỏ hoang cũng khá là lâu rồi quý vị. Ở đây có một cái hòn non bộ này. Đây có một cái hòn non bộ khá là đẹp. Rồi đây. Rồi. Cô bà đang ngồi ở đây. Đi 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 vào. Con chào cô. Rồi con chào cụ ha. Và sao cô? Cụ là đi vào đây cụ ngồi. À để con gắn cái mic con nói chuyện chút xíu nha cụ, con hỏi thăm cụ chút xíu ha. Con kiểu là đi quay khám phá đó. Và con đang đi đường thì coi như thấy cụ đi vào đây khá là lâu. Thì tụi con không biết là coi như thế nào. Thì tụi con muốn vô đây để tìm hiểu xem là tại sao mà cụ là đi vào trong cái nhà hoang này á cô. Mình hoảng quá rồi, tính đi bộ về quê. Tính đi bộ về quê hả bà? Giờ quê cụ ở đâu? Cà Mau á. Quê cụ mãi dưới Cà Mau là nữa hả? Dạ. Rồi. Giờ cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Gần 70 rồi. Năm nay 70 tuổi rồi. Dạ. Mà đi bộ về Cà Mau. Dạ. Giờ là cô đi được mấy hôm rồi? Đi qua giờ. Đi từ qua nhờ. Dạ. Là cô ở trên đây là cô ở với ai? Ở chồng mà ở đây bệnh hoạn rồi thất nghiệp nữa, chồng lo cũng không nổi nữa. Ở với chồng. Dạ. Thế con cô đâu? Không có con. Cô không có con hả? Dạ. Là trên đây cô có anh em bà con họ hàng gì ở trên đây không? Không. Không có. Rồi đó là coi như có hai vợ chồng ở trên đây thôi hả cô? Dạ. Thế đấy cô bị bệnh lâu chưa? Bệnh có năm nay rồi. Cả năm nay rồi. Có thể là còn bệnh gì đấy cô? Mau rồi cơ tim rồi bú rồi đau xương sống. Bà ơi, bà có thể tháo khẩu trang ra để cho nó thoải mái hơn đó bà, nhớ không thấy
nhờ cơ tim mà đau xương sống rồi bú bệnh nhiều quá rồi ở đây không làm hồ. Hồi trước thì làm hồ, giờ thất nghiệp rồi đi mót mì tiền đâu đi trị bệnh. Rồi tính vợ đi dài dài lượm mũ đồ bán kiếm tiền được đồng nào hay đồng nấy rồi đi về quê. Trời ơi, nghe là coi như là khu là coi như đi đi bu về quê luôn hả? Dạ. Rồi ông đâu bà? Ông thì đang đi làm ha, ở nhà vậy không biết, vậy tôi đi qua nay tôi cũng không biết. Có hồi nào ông thấy cụ bệnh rồi ông xua đuổi hay là có như thế nào không? Không, xua đuổi thì không có xua đuổi, mà không có tiền lo bệnh rồi sợ chết bất tử ở dưới người ta. Trời. Rồi không có tiền lo. Là cụ ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đang đi làm hồ vậy bà? 40 à. Sao? 40. Là ông xã của cụ là 40 tuổi. Ừ. Cụ 70 tuổi. Ừ. Giờ hai người là có như sao mà quen nhau? Hồi đó thì ổng cũng khổ đi xứ quê tôi á. Rồi thấy ổng khổ rồi giúp cho ổng về đây, rồi ở dưới cũng khó làm ăn, rồi ổng mới kêu đi trên này làm ăn chung với nhau. Rồi mới lên trên này làm, mà lên trên này bệnh quá làm không có được, có ơn ơn ổng đi làm. Rồi bây giờ thất nghiệp rồi đó, còn làm hồ rồi còn có tiền ra vô thuốc men đồ. Bây giờ thất nghiệp rồi không có tiền, tôi cũng tính kiếm tiền về quê mà không biết chừng nào có. Giờ tôi đi bộ đi đại vậy á, đi tới đâu hay tới đó. Rồi. Lượm lon lượm mũ gì bán lần lần về. Là cô đi là cô có nói cho ông xã biết không? Không. Là cô đi cô không nói cho ông xã biết luôn? Không. Có hồi nào mà coi như ông xã của cô mà coi như thấy cô bệnh rồi la mắng rồi coi như nói cô gì không mà rồi cô đi không? Không, ông thương tôi lắm. Mà tôi thấy tôi bệnh rồi tôi sợ gánh nặng cho ông, tôi mới đi. Vậy là coi như trước kia là coi như hai người còn khỏe, là coi như làm ăn thì có đủ ăn hay là như thế nào không? Làm ăn cũng tiền bạc cũng ổng lo bệnh hoạn cho, ổng cũng không giấu giếm động nào đâu. Mà cái bệnh tôi chắc lớn tuổi chắc trị không hết quá. Sợ. Nói chung là bệnh thì mình cũng cứ từ từ rồi coi như mình điều trị cô ạ. Ai là con xin lỗi cô ha, con hỏi cô là cô thứ mấy trong nhà để con tên xưng hô ở cô nhỉ? Tư. À, cô Tư ha. Rồi. Con gọi cô bằng cô Tư ha. Ừ. Dạ là cô Tư là lên đây là năm bao nhiêu? 10 năm rồi. Ồ, 10 năm rồi. Dạ. Để con hỏi cái chuyện tế nhị một chút nha cô Tư. Dạ. Thì cô Tư trước kia cô Tư có chồng không? Có đợi chồng rồi đi theo vợ bé. Theo vợ bé rồi mới lấy giấy tờ đi hết. Lấy giấy tờ để trong cặp đó lấy đi hết. Tới 2 năm sau mới gặp lại. Hỏi giấy tờ ông nói mất hết rồi. Là cô Tư là trước kia là coi như cô Tư cũng có một đời chồng rồi. Ừ. Cô Tư có con không cô Tư ha? Cũng như đẻ được đứa mà nó cũng mất rồi. Ồ. Giờ không còn con cái gì đâu. Là cô Tư là giờ là coi như chồng con thì cũng không có.
là sau này là với cáp với cái ông xã sau đây là thua mình là 30 tuổi. Dạ. Yeah. Ừ. Thế ở quê là mình còn bà con anh em họ hàng giống Tư à? Còn. Còn hả? Dạ. Thế cũng Tư định về đó là coi như tá túc vô ngay chỗ anh em họ hàng hả? Dạ. Yeah. Tại sao mà coi như theo như cô nói là ông xã cô là rất thương cô như vậy mà cô không ở mà lại cô lại về quê, mà trong cái đó là mình đang bệnh tật là về quê thì coi như có ai chăm sóc mình không? Ấy ông không có con cái, sau này ông không có con rồi mình chết sớm nữa, kêu ông đi lấy vợ đi có con cái đồ ông nhờ rồi là ổng không chịu, rồi mình thấy mình ngại quá, ổng cũng lo quá rồi mình ngại quá mình trốn đi về dưới để cho ổng đi lấy vợ đi, có con cái đâu ổng nhờ. À, là ý của cô Tư là muốn là coi như rời xa ông xã để coi như cho ông xã đi lấy vợ. Dạ. Yeah. Coi như ông xã có cái tương lai sau này. Dạ. Trời ơi. Vậy là cô Tư về quê, vậy là coi như đang bệnh tật, vậy là coi như ai là chăm sóc cô Tư? Dù sao thì vợ chồng cũng sống với nhau 10 năm trời rồi. Yeah, xin cơm anh em nó sớm viện đó, người ta cũng cho. Ở quê cô Tư còn nhà cửa rồi gì không? Không có nhà, nhà em út với mấy ông anh không à. Mà anh thứ hai ổng cũng già dữ rồi, 80 mấy tuổi rồi. Mình về cũng như ở tạm, chỗ nào ở được thì ở, không được thì xin cây lá cất cái chòi. Rồi cơm thì mình xin ta. Rồi. Xin chị em nó sớm. Nhà cô Tư đi vậy là đã ăn uống gì chưa? Chưa. Chưa ăn uống gì hả? Thôi giờ như vậy nè cô Tư, con khuyên cô như vậy nha, thì cô thấy sao? Thì dù sao á thì vợ chồng cũng sống với nhau á là cũng đã 10 năm trời rồi, cũng nặng tình nặng nghĩa rồi, mà ông thì thương cô Tư vậy mà giờ cô Tư đi như vậy á thì đâm ra ông ở nhà rồi coi như ông lo lắng, ông đi tìm kiếm sao cô Tư? Vâng, thì trên tay của Thành Trung đang cầm hai sản phẩm đến từ thiên nhiên. Thưa quý vị, thì bên đây là mật ong rừng xịn 100% đến từ rừng Sơn La. Thì quý vị nhìn thấy chai mật ong thì khi mình đụng vào á thì nó có cái bọt trắng ở trên đây. Đây là cái ga của mật ong rừng thật 100% nha quý vị. Và bên đây là nước cốt nhào, ủ 6 tháng mới ra được nước cốt nhào, trị đau lưng, nhức mỏi, thần kinh tọa. Thì cô chú anh chị có thể là mua hai cái sản phẩm này để trong nhà sử dụng, nói chung là quanh năm được nha quý vị. Thì cô chú anh chị mua ủng hộ Thành Trung thì hãy liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Thì Thành Trung xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Đi qua nay về ông có cho vô không? Sợ ông không có cho vô đâu. Rồi giờ mình tới nghỉ chân cho nó mát mát chút, mình đi bộ tiếp tục thêm lần nào tới đâu nghỉ tới đó. Rồi cầm cái tó mà đi vậy thì coi như giờ cô Tư còn tiền bạc gì ở trong người không? Không có ngàn nào không túi. Không có ngàn nào không túi nè. À. Rồi. Bây giờ chắc là đói lắm nè. Cũng không đói gì nhiều. Đây là cái nhà hoang mà kiểu cây cối tùm này, mọi người. Ở ngoài kia là chắc là nắng nôi quá rồi, coi như không nghĩ đi vô đây. Nghĩ cho mát mát chút rồi lội đi tiếp. Ở đây về Cà Mau là xa lắm. Chắc đi. Cô định tính đây đi về Cà Mau là cô định tính đi bao nhiêu ngày? Tính đi 1 tháng không biết được không? À, 2 tháng gì không chừng. Tháng 2 tháng luôn hả? Dạ. Sức khỏe bây thì coi như mình có đi được 1 tháng 2 tháng không?
trong khi đó là coi như mình đang bị bệnh tình như vậy. Còn mấy liều thuốc bỏ theo á, xin nước uống, uống thuốc, rồi xin cơm rồi ăn. Cụ có số điện thoại và hay là coi như lấy của ông xã không? Không. Không có điện thoại đâu. Thôi giờ vậy, giờ thì cũng trưa lắm rồi, thì chắc là cụ đói rồi, rồi giờ con chở cụ đi ăn cái gì ha? À? Không đói đâu. Hôm qua có xin mì ăn rồi. Như vậy cô Tư, con khuyên cô này, giờ á mà về quê á mà cô đang bệnh tật như vậy nữa thì coi như không biết là anh em như thế nào. Giờ con cho cô tiền về quê thì con cho cô cũng được thôi, để bắt xe về quê cho nó nhanh cũng được, chứ cụ cũng không phải là đi bộ đâu. Nhưng mà theo như cụ chia sẻ với con á, thì ông xã cụ là rất là thương cụ. Thì con khuyên cụ là coi như đi về với ông xã đi, rồi coi như xem là coi như bàn bạc với ông xã như thế nào. Chứ cụ mà bỏ đi như vậy á, thì coi như nhiều khi hàng xóm láng giềng là nghĩ là ông là chua đuổi cụ. Rồi là tôi và con cũng đang muốn là coi như tìm tới xem là coi như có đúng thực sự như lời cô nói hay không. Để biết là con có muốn giúp cô cái gì thì coi như con giúp ha. Cô nghe lời con ha. Anh em ở dưới quê từ trước nay có tốt với cô không? Dạ cũng tốt, cũng lo gạo cơm. Là anh em ở dưới quê cũng tốt. Yeah. Nói chung là cũng lo thì rõ cao đó rồi ha. Yeah. Ừ, nhưng mà nhiều khi là mình có tuổi đó, mà mình bệnh tật á, có lúc trẻ thì coi như mình chung sống với ông xã, mà giờ mình bệnh tật rồi mình đi vậy á, đâm ra coi như người ta là di nghi là mà tại sao mà cái lúc khỏe sống với nhau mà giờ mình bệnh tật như vậy là mình đi á, rồi người ta di nghi ông xã. À, mình giờ ở lại thì ổng lo gánh nặng quá rồi sao. Cũng thấy tội nghiệp ổng. Là cô còn thương ông không? Thương thì còn thương nữa mà. Thấy ổng cực khổ gánh nặng quá, thấy chịu không nổi. Thôi giờ cô nghe con ha. Cô nghe con một lần ha. Để con coi như chở cô về chỗ nhà cô. Đó là nhà cô hay là cô nhà mướn? À, là trên đây là nhà mướn hả cô? Vậy ông xã cô là quê ở đâu? Quê ở Hậu Giang. À, quê Hậu Giang. Còn mình là quê Cà Mau. Rồi em ra lấy xe, rồi coi để cụ chỉ đường về nhà sau nào, rồi chở cụ về, rồi đó mình tìm hiểu cái câu chuyện của cụ như thế nào. Thôi đi cụ, ấy là coi như để con chở cụ về, cũng có chắc là qua anh giờ là ông như đang lo lắng lắm rồi, chứ không phải người thì bệnh tật. Đi con đuổi, đi chống khó, chống đồ dày. Đó, kèm theo cái bọc. Cái miếng ràng để chạy ngủ, để khi nào mình ghé vào mình nghỉ hả bà? Dạ. Và chắc hẳn quý vị cũng đang rất là tò mò. Câu chuyện mà bảo là năm nay cô 70 tuổi mà ông xã lại 40 tuổi thì thật sự cũng đang rất tò mò câu chuyện này. Thì cũng sau một hồi khuyên cô thì cô cũng đồng ý là coi như đi về với ông xã, thì cứ về đó đi rồi coi như mình tìm cách giải quyết cô ạ. Chứ bảo là bệnh tật mà đi về thì
không nổi. Rồi ghê. Mới 40 tuổi thôi mà vợ thì năm nay 70 tuổi. Thì khi mà đi về nhà rồi thì mình cũng sẽ tìm hiểu nó kỹ hơn tất cả quý bà các bác theo dõi câu chuyện này như thế nào. Và thứ hai anh em Thành Trung với Đại Tý TV thì đang di chuyển trên cái con đường quốc lộ 51 như thế này á, thì phát hiện ra cụ đi vào trong cái căn nhà hoang như thế này, đi vào căn nhà hoang như thế này để trải cái tấm là để coi như ngồi nghỉ. Thì qua một hồi tìm hiểu cái câu chuyện thì theo như lời cụ kể thì năm nay cụ 70 tuổi, chồng của cụ là 40 tuổi, mà hiện tại cụ đang mắc một cái căn bệnh nhồi máu cơ tim, cái bệnh gan gì đó, thì hai vợ chồng của cô mà lại không có tiền để mà chữa đi, vợ chồng là đi cái gánh nặng, nên là cụ quyết định bỏ nhà để đi bộ về quê. Nhưng mà sự việc thì chưa biết là như thế nào, thì Thành Trung đã quyết đã tiếp tục cô, thì cô đồng ý trở về căn phòng trọ với cái người chồng trẻ tuổi hơn mình là 30 tuổi. Thì giờ Thành Trung sẽ dùng xe này để về nhà, và cả nhà theo chân Thành Trung đi vào phía bên trong xem là đúng sự thật cô chia sẻ như vậy không nha cả nhà. Con chào bà. Dạ. Phải không? Dạ. Dạ. Rồi con chào ông. Thôi đi, ta đi thôi cô. Rồi để Thành Trung tắt máy chở cô về cho cả nhà. Khi nào mà về gần đến nhà thì Thành Trung sẽ chia sẻ cho tất cả cả nhà mình theo dõi. Nhà này là nhà của chú à chú? Có à? Nhà nó đẹp quá. Nguyên cái biệt thự bỏ hoang, nguyên cái biệt thự mà bỏ hoang. Đi cả nhà, để cả nhà đợi chờ lâu. Rồi cô ngồi lên đây để con chờ. Ngồi kéo cô ơi. Rồi. Rồi cũng đi một khoảng đường khá là dài luôn. Là giờ là đi vào Phước Bình. Phước Bình Đồng Nai. Là cô là ở xã Phước Bình hả? Dạ. Yeah. Xã Phước Bình. Cô ở đây bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. Cô ở đây 10 năm rồi. Dạ. Yeah. Rồi. 10 năm tình nghĩa vợ chồng sống với nhau mà coi như bệnh tật mà lại đi như vậy. Thấy ông gánh nặng quá tội nghiệp. Thấy ông coi như gánh nặng quá tội nghiệp à? Dạ. Vậy là coi như cụ đi rồi một mình ông, rồi coi như ông buồn, ông ốm, ông đau đó. Khi mà ông đổ bệnh nó có tội nghiệp không? Sao? Sao tình nghĩa vợ chồng với nhau?
đường này đúng không? Ừ. Là cũng có to lắm đây hả? Dạ rồi. Rồi sao không được có đi dữ vậy trời? Ở đâu? Đi thẳng dưới suối á. Là xuống đây hết đường rồi mà. Đi thẳng hết đường dưới luôn. Mà dưới suối dưới kia hả? Ờ. Đây đang có một cái con đường nhỏ chi chi. Và quanh quanh ở đây là coi như có biết cụ với ông xã trên nhau 30 tuổi không? Biết. Là người dân ở quanh đây là cũng biết hả? Dạ. Yeah. Là họ có nói gì không? Không. À, chắc là coi như thấy ông xã nhỏ tuổi mà coi như thương chăm cô vậy thì người ta đâu có nói đâu đúng không? Dạ. Yeah. Có gì đâu nói, tình cảm mà. Đấy, nhà đó đó, nhà đó đó. Nhà này hả? Ờ. À, giờ là tới nhà luôn rồi. Rồi. Là đây là mình ở trọ hả cô? Nhà trọ. Không biết ông có nhà, ông đang còn xe ở nhà kìa. Ừ. Đang thắp nhang. Đang thắp nhang cái nhà. Chắc là thắp nhang là coi như... Anh ơi! Mừng đó. Rồi mấy ô mấy cái bé chó này coi như về thấy mừng nhảy ra. Rồi em chào anh. Em chào anh. Mấy ngày nay rồi bỏ thì đi đâu mà đi để cho ông đi đâu ở đây về quê. Sao về quê vậy? Tôi đâu có bỏ bà đâu mà bà đi. Như về ông khởi gánh nặng. Vì sao bà suy nghĩ vậy bà bỏ tôi? Tôi về quê chạy bệnh. Tôi dù sao cũng nuôi bà tới mắt thôi chứ đâu có bỏ đâu mà bà đi. Rồi bà đi vậy rồi bà chết chọc đường rồi sao? Từ từ đi bộ cũng chỗ nào mệt thì nghỉ. Thế đi ta nắng ta đi vô nhà đấy, đi vô nhà. Trời ơi bỏ đi vậy đó. Không có nghĩ gì đi với tới tôi hết. Là anh là sao? À, thì em là chồng quả này. Là lúc nãy thấy nghe cô nói vậy nhưng mà coi như thuyết phục cô về. Tôi đi kiếm quá trời mà không gặp. Rồi khéo rồi đi giày rồi coi như nhờ mấy anh bỏ dép ở nhà coi chừng chó không ngoài chó nó tha. Nhờ mấy anh gặp bà chứ thôi kiếm hõm gài không thấy. Là nhà mình là anh mới thắp nhang hả? Thắp nhang cậu cho gặp bà nè, kiếm gặp đây. Anh đi ấy rồi coi như ngồi đây cho em hỏi. Trời ơi bỏ chứ. Đi trời ơi nhìn thấy tôi chưa? Bỏ đi quá trời. Đi miếng cà uống nước rồi về tới nhà là vui hơn chưa? Rồi khát nước á. Bỏ đi mấy ngày nay thì ăn uống làm sao? Sinh tại sinh người ta. Giờ bà ngồi thì coi như đâu có ngồi ở dọc đường đâu. Đi vô nơi chỗ cái nhà mà người ta bỏ không dọc đường á. Để mà nghỉ ngơi. Lấy nón ra cho nó mát. Đi lấy thêm cái ca nữa. Bảo là đi về quê. Thì coi như em mới hỏi chuyện là thấy cô nói bảo là cô năm nay 70 tuổi, cô Tư năm nay 70 tuổi mà chồng cô là coi như 40 tuổi thì tụi em cũng không biết là cái lời cô nói là đúng hay là sai. Thì tụi em mới thuyết phục thôi coi như dù sao đi chăng nữa. Thì theo như lời cô nói thì vợ chồng ở với nhau được 10 năm trời, dù sao thì còn có tình có nghĩa. Mà cô bệnh như vậy mà cô bỏ cô đi.
Thôi được rồi, để có gì để em hỏi hỏi trò chuyện anh chút xíu ha. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Anh có thể là giới thiệu cho cả nhà biết là anh tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi được không ạ? Dạ em Lê Văn Thành, năm nay 40 ạ. À, anh Thành năm nay 40. Dạ. Là anh Thành là ông xã của cụ Tư. Dạ. Là anh Thành quen cụ Tư như thế nào? Anh Thành có thể là chia sẻ cho cả nhà biết được không anh Thành? À, hồi trước em quê Hậu Giang thì mới đi Cà Mau, em đi biển. Đi xuống đó thì em không có gần, cũng không gần mấy. Thì có một có mấy người là mình đi thì người ta bán, người ta dụ người ta bán. À, là bán là sao anh Thành? Anh Thành là ví dụ như người ta kêu mình đó là quen biết rồi, cái là người ta kêu mình về nhà người ta ở. Rồi xong rồi đi chung với người ta đó. Rồi để là cho mình đừng có biết là người ta buôn bán mình. Thì người ta sắp bán thì mấy hồi trước là quen cô Tư trước, biết trước. Rồi mới dẫn cô, mới là mời cô Tư này đó là gì về bên đó chơi một chuyến. Thì trong khi mà mấy người điện thoại qua lại đó thì tôi không biết mà cô Tư biết. Thì cô Tư mới nghe nói là thôi bây giờ ông đi về đi, chứ ở đây thì ông đi là không có về nhà được, người ta sắp sửa bán ông đi. Thì cho nên là trốn về được nhà. Trốn về được nhà thì cô Tư này cũng bỏ chỗ ở, là không có ở, không có chỗ ở. Thì thế vậy thì tôi mới là liên hệ với liên lạc với cô Tư đó, là khi cô Tư lên xứ tôi là tôi nuôi. Lên xứ anh là ở đâu? Ở Hậu Giang. Là từ Cà Mau. Là liên hệ với cô Tư là lên Hậu Giang ở. Rồi lên Hậu Giang thì hai người gặp nhau thì bắt đầu tôi mới là thì cũng giúp đỡ nuôi bả cho tới ngày nay. Thì sống cũng như vợ chồng với nhau. Là khi mà hai người mà về sống chung với nhau á, thì có bị hai bên gia đình là ngăn cản ngăn cấm gì không mà anh Thành ơi? Bên tôi thì cũng có vợ anh em, mẹ thì cũng đồng ý, nhưng mà có vợ anh em thì cũng nói ra nói vô. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là cái đời sống của mình không có bỏ người ta được. Mình suy nghĩ dù sao nghèo khổ cỡ nào cũng phải là nuôi, có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, thì gắng làm nuôi bả chăm sóc chứ không có bỏ. Nhưng mà không biết bả suy nghĩ sao mà bỏ tôi mới đi. Thì nhờ mấy anh kiếm về giùm được thì quá trời cảm ơn, cái hổng gài đi kiếm không gặp. Vậy là hai cái kiểu là hai vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc không anh Thành? Dạ cũng có chứ, tôi lo đầy đủ. Nhưng mà hồi mà năm trước thì bà có bệnh, bà bệnh dữ lắm rồi. Bà bệnh thì tôi cũng phải lo bệnh, bà bệnh là nặng, bà bệnh nặng lắm. Thì bà kêu tôi là đi kiếm vợ để bà một mình. Là cô Tư là bảo anh là coi như đi lấy vợ. Để coi như để cô Tư một mình. Mà sao anh Thành không đi lấy vợ? Nhưng mà tôi theo em suy nghĩ thì mình nếu mà đi lấy vợ thì không không có được cái lương tâm mình.
Yeah. Mình phải cơm ăn nuôi bà tới suốt cuộc đời, mình không có bỏ được. Yeah. À. Là coi như hiện tại bây giờ là anh Tư là làm nghề gì ha? Yeah, hiện tại thì đi móc mì. Đi móc mì? À, đi móc mì, mà móc mì cũng không có. Oh. À, thất nghiệp. Đây là coi như cái thu nhập của mình là giờ là chủ yếu là nhờ vào đi mốt mì. Dạ, đi mốt mì. Một ngày là khoảng được bao nhiêu tiền hoàn thành ha? Dạ, em mốt một ngày chỉ được 50-60 ngàn. 50-60 ngàn. Dạ. Mà cụ Tư bị bệnh là hiện tại bây giờ là uống thuốc như thế nào cụ Tư? Uống thuốc nam. Cụ Tư uống thuốc nam ha? Ừ. Rồi. Đâu có tiền đâu mua thuốc tây, lâu lâu mua được vài liều. Lâu lâu mua vài liều hả? Ừ. Ghê chưa? Giờ là có như từ qua đến giờ là Thành đi kiếm ở khu vực nào? Chạy vòng vòng đây với vô trong mấy chỗ anh em ở trong. Nhiều khi tôi bây giờ nhiều khi tôi suy nghĩ là bỏ đi cũng gần chỗ anh em. Ừ. Chứ không ngờ bỏ đi xa thì mình không biết, không biết đường đi ra thấy mình đã kiếm. Thì cái lúc mà bọn em là có cái chuyến đi xuống Vũng Tàu. Dạ. Thì đang đi thì coi như thấy cụ đeo cái ba lô lững thững vậy. Dạ. Là đi vô trong cái nhà hoang này mới đứng lại, tụi em mới đứng lại một lúc. Thì xem sao thì đứng lại khá là lâu không thấy cụ ra, thì tụi em mới vào bên trong đó. Bọn em là làm bên YouTuber, chuyên đi quay khám phá những cái câu chuyện lạ rồi những cái nhà hoang nữa, thì mới phát hiện ra cụ. Thì cụ cũng có chia sẻ, cũng có chia sẻ là còn là cụ năm nay 70 tuổi, chồng cụ là 40 tuổi. Dạ dạ đúng. Là đúng anh Thành là chồng cụ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Mà sao mà cụ lại sống với nhau 10 năm rồi mà đến bây giờ mà cụ lại bảo anh Thành đi lấy vợ là sao? Kêu ông lấy vợ sau này không có tương lai. Tôi già rồi cũng bao lâu chết rồi. Để ông ở vợ sau thì tuổi còn trẻ còn lâu dài. Không nói gì không đúng, tình nghĩa là tôi đâu có bỏ bà đâu mà bà đi. Tôi hứa để nuôi bà tới chết thôi chứ. Là cụ Tư ngày xưa như thế nào mà cụ Tư lại ưng anh Thành, cụ Tư kể cho cả nhà nghe được không cụ Tư? Thì hồi xưa thì ổng cũng đi ghe dưới, rồi thấy ổng hoàn cảnh bị người ta đưa đi biển mà kiểu như người ta bán đó, mà ông này không hay biết gì trơn á. Yeah. Rồi thấy vậy thì nếu mà mình nói ra bên kia biết á thì nó giải quyết mình. Oh. Còn á, mình không dám nói, như mà nói nhỏ với ông này đi về quê đi, đừng có ở đó người ta bán đi biển không biết chừng nào về đâu. Ông không có tiền, thấy vậy tôi chưa cũng cho đâu 200 gì đó đi về xe. Rồi về tới quê tôi cũng bỏ chỗ đó, tôi đi chỗ khác. Rồi cái ổng mới điện tôi về quê ổng đi. Rồi thấy thôi giờ có ổng trên quê đó mình cũng hơi yên ổn chút thì kệ, về. Về mới sống tới giờ. Là về cái lúc đó là cụ Tư đã có chồng chưa hay là như thế nào chưa? Hồi đó thôi chồng theo giờ bé lâu rồi. Là cái lúc đó là cụ Tư cũng đang ở một mình. Ở một mình. Là cái năm đó là cụ Tư là tầm khoảng bao nhiêu tuổi cụ Tư ha? Năm đó chắc cũng 50 vậy. 50 vậy. 50 năm mấy vậy. Là cái lúc đó anh Thành là mới có 20 tuổi à? Ồ, cái lúc là mới lớn. Lúc đó là anh Thành mới không lớn. Lúc đó là 30. Mới 30 thì 10 năm nay. 30 thì cái lúc đó cụ Tư 60 chứ.
thì đó thì cô Tư 60 đó tầm đó. Giờ là cô Tư bị bệnh này lâu chưa? Bệnh này năm rồi. Năm rồi hả? Là có như mình cũng ở trọ ở đây luôn hả cô Tư, hay là ở chợ ở đây nè, rồi đi hồi lúc chưa bệnh thì đi mót lụm điều rồi cũng ngày cũng vài trăm vậy đó. Tới giờ phát lên nó bệnh cái giờ này nó nhồi máu lên, mới ống của tim nó nhồi lên chịu không nổi. Rồi cái sao mà đâm đợt bầu uống với móc cũng họng đó, thấy nó đỡ, nó dừng bớt cái mới cho ở nhà dưới quê hay. Rồi ở dưới quê mới điện kêu về đem về đó, rồi mới bao xe về. Cũng dành dụm được đâu mấy triệu bạc kia, cũng bao xe về cũng hết 4 triệu. Rồi bao xe về dưới thì về tới dưới rồi đi siêu âm tổng quát rồi lại về vô tới nhà, rồi là bắt đầu mất trí luôn, không biết cái gì hết. Là coi như cái khi mà cụ về quê, cụ siêu âm ở quê, siêu âm xong mất trí luôn. Siêu âm xong về tới nhà mất trí luôn, không biết gì hết. Rồi sao rồi cô Tư? Rồi thầy cũng ở đó, ai đút cơm, đút nước gì đó, thì ông này đút cơm, đút nước gì đó, ăn được nhiêu ăn. Rồi đau khoảng 2-3 tuần mới tỉnh lại. Tỉnh lại thầy không có biết gì, mới nằm suy nghĩ cỡ 2-3 bữa mới nhớ hết. Chứ giờ không nhớ, hồi mới vừa tỉnh là không nhớ. Là khi mà cụ Tư về quê là lâu chưa? Về quê hồi năm rồi. Về quê hồi năm rồi. Rồi sao mà coi như cụ Tư không ở quê mà lại lên trên Đồng Nai? Về chợ ở dưới không có thuốc men. Em út nó không có cho tiền đi mua thuốc. Rồi thuốc nam kiếm cũng không có, mà cái giò thì đi không được, bò lết không à. Thành ra đâu để biết kiếm thuốc gì. Rồi mới ở xóm ghiền người ta mới cho được phần quà với cho được tiền. Mới phóng xe về đây. Là Tư, cụ Tư bắt xe về đây. Là cái lúc đó là anh Thành đang ở trên đây hả? Đang ở trên này. Là cái lúc mà cụ Tư về quê á, thì anh Thành có về quê không? Có, đưa về. Rồi thằng em rể nó uống rượu say á, nó chửi bới này kia nọ, ổng về trước, về đây trước. Bị đuổi rồi ở không được mới về. Về đây trước, về đây bữa trước bữa sau thì tôi ở dưới tỉnh. Tôi dưới tỉnh rồi cái tôi không biết gì, tôi mới hỏi vòng vòng cái thầy người ta nói là Dương Út chửi ổng không về rồi. Đòi quánh chết mẹ rồi gì đó, là giờ ổng bực bội ổng đi về rồi. Rồi tôi cũng tỉnh khở từng rồi, cũng không có thuốc men gì. Cái có nhỏ cháu nó lại nó cho được 500 ngàn. Nó gửi cho được 500 ngàn thì mới thằng cháu nó đi học đại học về đó, rồi cái mới chở đi chích, mà đi không có được, rồi lên xe nó cũng có tiếng hồ mới lên được xe nó cao đó. Lên mới được đó, nó chở đi chích với mua thuốc, rồi mới điện nhỏ bác sĩ đó, cũng quen sớm nó cũng 2-3 ngày vô chích lần. Thành ra nó vô chích thấy nó bớt đau, đã đỡ một chút rồi mới đi xe lên về đây. Về đây thì cái đầu thì nó u cục vậy đó. Nó giật rồi cái người ta mới bài là 3 cái lược vàng nè. Đó mới đem về ngâm rượu rồi tha đầu, nó chịu hay gì, nó giảm bớt tới bây giờ. Nhưng mà giờ cũng còn giật, mà giật từ trên này xuống cái lưng không à. Mà sao mà coi như ở quê đối xử với cụ như vậy mà đến bây giờ cụ lại coi như tìm được về quê? Về quê ở chị em khác. Về quê ở chị em khác. Ở chị em khác như xin cây lá đồ, anh em như cắt cái chòi mình ở riêng. Giờ cụ Tư có bảo hiểm hay là như thế nào không? Không. Mất giấy tờ hết rồi, đâu có bảo hiểm gì đâu. Giấy tờ đó ông xã theo giờ bé lấy đi hết rồi.
Là cụ Tư không có một cái giấy tờ tùy thân gì hết hả? Không có gì hết. Rồi vậy là đi bệnh viện là mình phải chịu phí 100%, tốn tiền lắm á. Dạ. Rồi rồi. Bởi vì mới sợ cái bệnh viện không không dám đi mà cứ đi ông thầy chị cho nó giảm đau giảm bớt. Mà hồi đó nó tràn dịch đầu tùm lum hết trơn á, không nhờ ông thầy gieo bó, không biết cái đầu giờ không bẻ không nổ tung rồi. Vậy là coi như cô Tư với anh Thành là lên Bình Dương từ lên Đồng Nai từ năm bao nhiêu à? Thì lên từ năm 2015 mới lên. À 2015 thì dạ. Nói chung là cũng 9-10 năm là lên trên đây rồi. Dạ, lên trên đây sống. À, là lên trên đây sống này coi như chỉ có hai vợ chồng thôi. Dạ. Cái công việc chính ngày xưa là của cô là coi như đi lâm điều rồi ha. Lâm điều, làm lặt vặt kìa. À. Người ta mướn mằng cỏ thì mằng cỏ, người ta mướn lụm đều thì lụm đều, đâu có đi làm nặng được. Vậy là coi như nguyên cái xóm này là có biết là coi như anh Thành là ông xã của cô không? Biết. Bây giờ từ chợ tới ủy ban này, này ai cũng biết. À, ai cũng biết là coi như anh Thành là ông xã. Dạ. Thì anh Thành là năm nay là mới 40 tuổi thôi. Ừ. Dạ. Anh nghĩ sao mà khi mà coi như bà xã mình nói mình đi lấy vợ rồi anh Thành? Bảo mình đi lấy vợ. Thì bà cũng hồi bà bệnh là bà cũng có nói hoài. Bà kêu thôi bây giờ đó, là ông bỏ tôi đi đi, đi ông đi kiếm vợ đi rồi dặn là có con có tương lai, chứ nếu mà ở với tôi thì không có con cái rồi chứ không được, thì bà mới là kêu như vậy. Nhưng mà là riêng tôi thì tôi suy nghĩ là không nỡ bỏ bà được, thì cũng gắng làm ăn nghèo thì chịu nghèo, thì có cái gì ăn uống cái nấy thì nuôi bả qua ngày. Cũng là vợ chồng đồng tính lấy nhau sống ha. À, đúng rồi, chứ không có bỏ được. Này anh Thành, trước kia anh Thành là coi như đã có vợ con gì chưa hay là đang còn thanh niên tơ? À, hồi trước thì cũng có đời vợ rồi, nhưng mà bên bên mình thì không có chỗ ở. Rồi bên vợ thì kêu là bắt rễ. Thì về bên đó thì người ta khó khăn quá, ở không được, thì cho nên là tự em bỏ đi. Vậy là mình có con chưa? Chưa anh. Là có vợ rồi nhưng mà coi như cũng chưa có con cái gì hết. Chưa có. Là giờ anh Thành là coi như cũng không có con cái, mà cô cũng không có con cái gì hết. Hai người đều không có con. Giờ cô bệnh như vậy thì giờ anh tính như thế nào? Thì bây giờ thì gắng thì làm được bao nhiêu thì lo quá bấy nhiêu, chứ giờ là không biết tính như thế nào nữa thôi. Không biết tính sao? Công việc mà đi mót mì như theo anh Thành chia sẻ thì ngày thì có 100 mấy chục ngàn. À. Cái như có bữa mua gạo đồ ăn đồ uống rồi gì không? À, lâu lâu cũng mua được nửa ký cá với gạo rác rồi vậy thôi, chứ không có mua thịt thà nổi. Còn tiền nhà tiền cửa hay sao? Tiền nhà thì hồi gì trước á, bà chưa bà vợ chưa bệnh á, thì người ta tháng nào lấy 600. À. Từ hồi bệnh tới giờ thì người ta cũng cho, người ta không lấy tiền. À, là cái nhà mình ở đây trước kia là một tháng là 600 ngàn. Ừ. Mà từ khi bệnh là giờ là chủ nhà là không có lấy tiền không luôn. Lấy tiền. Ồ, vậy là coi như chủ nhà cũng tốt quá ha. Là cũng nợ nợ tháng được mấy trăm ngàn.
Vì đó mà không có tiền á, không có lấy tiền nữa, mà không có tiền thì mua thuốc uống nữa. Thôi giờ như thế này này, thì anh Thành nói như vậy á, thì chắc là coi như cô cũng hiểu rồi. Dù sao á, thì cũng có cái tình cái nghĩa. Em khuyên giùm bà là đừng bỏ đi, tại vì tôi đi móc mì cái ở nhà sợ có đi thôi. Là giờ là anh sợ anh đi móc mì là coi như bà nhà bà đi hả? Giờ không biết sao. Giờ thì như thế này, dù sao thì coi như vợ chồng sống với nhau cũng được 10 năm trời rồi, mà hai người không có con cái gì hết, thì cho anh Thành nói như vậy thì coi như con cũng rất là xúc động tình cảm mà anh Thành dành cho cô. Thì cô cũng đừng có đi nữa, thì mình ở đây thì nói chung là coi như có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, vợ chồng đừng tính với nhau. Nhưng mà ví dụ như về quê á, thì như lúc nãy cô có chia sẻ là coi như anh em đồ như vậy á, nó coi như nó cũng không có được tốt, thì cái sức khỏe của mình bây giờ bệnh tật cần những người là coi như nói chung là nhiệt tình chăm sóc bữa ăn bữa uống. Nhầm khi suy nghĩ cũng không tới, suy nghĩ cũng mà không hiểu không, mà thành ra thấy ổng bằng mà cực khổ quá, không có tiền. Mình muốn là đi cho ổng đỡ cái khổ của ổng. Nhưng mà cô đi như vậy rồi cái như để một mình anh đây rồi cái nhà anh là đi tìm kiếm đồ nữa, làm ăn không được nữa, rồi làm ăn không được khổ nữa, rồi suy nghĩ nữa, là cô có thương ảnh không? Thương, ông cũng thương tôi lắm mà. Thôi vậy tôi hứa là đây tôi không có đây, có mặt mấy cậu với ông đây. Vậy là từ nay thì đi đừng có đi nữa nha, đừng có nghĩ coi như đến cái chuyện mà đi đâu nữa đó. Không có ai mà coi như tốt bằng coi như cái người đầu ấp tay gối mình đâu. Đi rồi lang thang rồi đói khát rồi không có. Tôi đi cũng đâu có tiền đâu. Tính đi bộ dài dài á, chừng nào mệt tới đâu nghỉ tới đó. Thì lúc này gặp á, thì hỏi coi như cô ăn chưa, thì coi như cô cũng chưa có ăn. Thì có ở đây là có hai anh em, thì em với Đại Tí TV là cũng là một cái kênh từ thiện. Thì nói chung là hai anh em coi như cũng đang đi dọc theo quốc lộ rồi á. Thì mới thấy, thì vô hỏi chuyện thì mới ngỡ ngàng ra là như vậy. Thì em cũng khuyên cô là bảo là thôi là coi như về nhà, thì nghe cô nói là bảo là coi như ở chồng 40 tuổi á, thì sợ là coi như chồng con là bạc đại cô, cũng muốn vào tìm hiểu kỹ cái câu chuyện. Anh thấy ha. Thì nói chung là giờ hôm nay á, thì em với em trai Đại Tí TV thì ngày hôm nay á, thì em với em đây là Đại Tí TV. Thì nói chung là bên kênh của em Đại Tí TV á, thì cũng có anh Đại Xuân Bắc, Nguyễn Xuân Bắc, xin lỗi cả nhà, Nguyễn Xuân Bắc. Thì thay mặt anh Nguyễn Xuân Bắc, bên kênh của em Đại Tí TV, thì gửi anh Thành với cụ Tư là 1 triệu. Là cái thứ nhất là coi như mua cái đồ ăn đồ uống cho cụ Tư đang bị bệnh. Lúc nãy em bảo là coi như vào quán cho cụ ăn cái gì đó, nhưng mà cụ lại coi như không ăn. Cụ lại coi như mà thôi coi như về. Thì đây cả nhà. Thì nói chung là cũng cái duyên. Thì mới biết được vợ chồng của cụ Tư
như vậy. Thì cái hoàn cảnh như từ lúc bây giờ chia sẻ đó cả nhà, thì do cái hoàn cảnh nói chung là khá là éo le, khổ quá. Chồng thì đi mót mì ngày được mấy chục ngàn thôi, 100 ngàn thôi, và vợ thì cao tuổi, nói chung là vợ cao tuổi, năm nay vợ 70 tuổi, mà lại chính vô coi như những cái căn bệnh, nói chung là căn bệnh của người già rồi đó, nào là nhồi máu cơ tim, nào là coi như u bướu, nói chung là khá là nhiều bệnh, khớp, khớp đi không nổi, rồi cu là coi như suy nghĩ quẩn, là bảo là coi như ở với chồng trẻ rồi coi như sợ là mang một cái gánh nặng, nên là cô bỏ nhà cô đi. Cũng may mắn là coi như là gặp nhóm của anh em vậy, thì cũng khuyên cô là coi như về, thì là thay mặt kênh của em Đại Tý rồi gửi cho anh là cái số tiền là 1 triệu ha. Cố gắng lên anh ha. Cảm ơn dù sao là Nguyễn Xuân Bắc, chồng sống với nhau cũng có tình nghĩa. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Bắc nha. Dạ. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Bắc này, Thành là Trung, một mạnh thường quân người là đã đi theo con rất là lâu, thì anh cũng có tin tưởng con và nói với con là giao cái số tiền này đến với tất cả các cô bác ông bà mà lớn tuổi, thì hôm nay cũng có duyên với bà với anh, nên hôm nay thì cũng trao số tiền này, mong là có một phần nào cải thiện cuộc sống của mình. Dạ vâng, cảm ơn. Vâng, thì chắc hẳn quý vị cũng đã theo dõi được cái câu chuyện mà của cụ Tư và anh Thành, thì cái hoàn cảnh như thế nào á, thì chắc hẳn là quý vị cũng đã nắm bắt được rồi. Hiện tại thì khá là khó khăn ở trong căn nhà thuê, và đến bây giờ mà chủ nhà là thấy thương á, chủ nhà cũng không lấy tiền thuê nhà, trong nhà chẳng có một cái gì hết, có mấy bộ quần áo treo lông nhông vậy thôi. Đây là đồ ăn đồ uống là mình mua coi như ngày một hay sao mà không có thấy tủ lạnh mà trừ đồ ăn đồ uống gì hết đấy. Mua sáng ăn có chiều. Mua nữa anh ơi. Nhiều khi không có lại mua nè. Khổ. Ví dụ mua mì như vậy là mình còn đi lượm mì rồi hết mua mì thì mình làm cái gì nữa. Tạm mướn chồng mì. Hết mùa thì tên tạm mướn chồng mì. Ta mướn chồng gãy thì chồng còn đi lượm điều. Thì anh Thành từ cái khi mà cua bà thế thì anh Thành cua bằng cái cách gì mà bà yêu anh Thành được, anh Thành kể em nghe rồi. có ca bài gì mà để cho bà siêu lòng anh Thành, ca cho cả nhà nghe hồi đó. Là ổng tôi thì thích bản Mùa Xuân Lá Khô thì tôi hỏi ổng biết ca cái bản đó không, thì ổng biết thì ca rồi tôi mến ổng luôn. Ồ. Vậy anh Thành ca cho cả nhà nghe đoạn đây nè. Là coi như cua như thế nào nè. Đeo cái bích vô nè. Là ca cổ hay sao vậy anh Thành? Hay là ca nhạc? Ca nhạc. Ca nhạc rồi anh này. Anh Thành ca cho cả nhà nghe bài ha. Anh Thành ca đi. Cũng dở lắm mấy ông hay gì. Dở mà coi như tán độ được cu là uống miếng nước vô. Tôi trở lại vùng hành quận, vùng xa xôi đã sợi biết buồn. 3 tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sóng dài,
Rồi đi miệt mài, nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vị lại đi, nhọc hơi đau đếm mọi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại, những lá thư xanh hầu tuyến, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào chan điểm trần ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Hay quá anh Thành. Hay quá anh Thành. Vậy là cú đổ cái bài hát này luôn đó hả? Vứt một bài là đổ liền. Là cái lúc mà anh Thành ca cái bài này là cú yêu luôn hay sao? Hay là coi như yêu trước đó rồi? Không, yêu yêu cao bạn đó tới giờ. Yêu tới giờ luôn. Tại cái bạn đó tôi ưa thích, tôi mến tới giờ. Là cái lúc đó là coi như khi mà nghe thấy cái bài ca là cái nảy sinh cái tình cảm yêu đương luôn. Là muốn về chung sống cùng một nhà luôn. Trời ơi, Đen Thu cũng lãng mạn ghê chứ nhỉ. Giờ là coi như giờ ví dụ hai vợ chồng tối tối rồi coi như anh Thành có ca cho cụ nghe bài gì nữa? Cũng có ca nghe mà thường thường ca cái bản Mùa Xuân Lá Khô này nè. Là chị mến một mình cái bản Mùa Xuân Lá Khô này thôi. Trời ơi, vậy cô hai cô lãng mạn ghê. Vâng, thì thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái clip cũng khá là dài rồi quý vị. Thì trong cái câu chuyện của anh Thành và cô Tư, thì nhóm anh em của tụi em cũng sẽ coi như đồng hành, cũng mong rằng tất cả quý vị khán giả cũng như là quý nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân theo dõi được cái video của cô Tư và anh Thành, thì có muốn hỗ trợ cho cụ Tư và anh Thành những cái món quà gì đó động viên tinh thần, động viên cái tình cảm của hai vợ chồng, nói chung là chồng trẻ vợ già, nói mình nói nôm na vậy đi, thì liên hệ với kênh của Thành Trung TV cũng như là Đại Tý TV nha quý vị khán giả. Nhóm anh em thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Xin hẹn tất cả quý vị khán giả vào những cái video tiếp theo của nhóm anh em tụi em ạ.